Ailani Toy Toys. Hello. Hello. Ngày hôm nay là Ni muốn gì? Ni muốn đồ chơi. Đồ chơi. Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi mới cho Ni. Đồ chơi mới cho Ni. Đây là chung quanh Ni là tất cả những đồ chơi gỗ mà Ni có. Còn mấy bộ nữa mà chưa bày ra. Ni rất là thích chơi đồ chơi gỗ. Ni rất là thích chơi nấu ăn nè. Và ngày hôm nay là mình có một cái bộ nướng bánh mì. Bánh mì nướng ha, bánh mì sandwich nướng. Ok. Thường thì khi mà mua đồ chơi thì mấy bộ đồ chơi gỗ rất là mắc. Cho nên là mẹ Di lúc nào cũng canh khi nào người ta sale là sẽ mua liền. Whoa. À ok. Đúng rồi, thấy không? Xong mới mở ra canh sale nè, mạc màu cam có nghĩa là đã sale rồi mới mua không? Đùa chứ, là tại vì những cái bộ đồ chơi gỗ thì rất là mắc cho nên là tranh thủ sale mua, ngu gì không mua sale phải không? Chẳng hạn giống như là bộ căn nhà này nè, là lúc mà Vi mua Hà Nội là thật ra không phải sale nhưng mà là bị lỗi một chút xíu cho nên là bớt cũng khá nhiều á. Wow, ok, và bây giờ là mình có bộ nướng bánh mì. Đã quá nhiều rồi. Ok, thường thì mấy bộ chung quanh này là của Nhật ha. Mà cái này như là của châu Âu hả? Không biết luôn. Đức à? Của Đức. Ừ. Wow. Đây là lò nướng bánh mì. Này nói gì đây Ni? Từ rồi mẹ cho Ni nọ mở ra. Này cái đĩa nè. Rất là đẹp. Wow. Rất là chi tiết. Nói chung là rất là tử tế. Một bộ đồ chơi rất là tử tế. Hơi ít món chút xíu. Này là gì đây Ni? Mật ong. Ong. Mật ong nè, con ong nè. Để thấy ong không? Ừ, đây mẹ chỉ nướng mì. Còn này là gì đây? Nè cho anh đi mở. Này gì đây? Ủa này gì vậy Son? Butter. Nè Ni, butter nè Ni. Butter. Rồi, này là con dao cắt bánh mì của Ni. Ok. Đây là bánh mì. Ồ, hai lá bánh mì luôn. Ok, mình sợ vô. Nướng mì nha. Nè, bỏ vô. Anh trước qua ha. Từ 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 nướng. 1, 2, 3, nướng. Ủa, mẹ làm quá tay rồi. Mẹ nướng quá tay rồi. Từ 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 nè. Bánh mì nè, 1, 2, 3, 9. Đó. Rồi nè, đi lấy nè. Bánh mì ra. And then butter. Chét bơ lên nè, mẹ làm cho mẹ thì phải thiệt là nhiều bơ á, cái nguyên cục bơ này luôn, thấy không? Đổ hết honey vô. Rồi ăn. Yeah. So cute. À đây là có điều chỉnh nữa nè. Chỉnh nhiệt độ. It's so cute à? Nào nào nướng cho mẹ, nướng đi cho mẹ đi. Bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Đúng rồi, đúng rồi, lấy ra đấy. Ồ, rồi đúng rồi. Mình ơi, cho bơ vô cho mẹ. Nè, mẹ chỉ một lần nữa thôi nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều bơ vô mẹ là nhiều bơ vô con. Rồi, honey, honey. Hay quá trụ cái tay. Rồi, đưa mẹ ăn. Nói đi ăn. This is so delicious. Yummy. Ailani Toy Toys. Hãy like và bấm theo dõi trang của Vi nhé.